chào mọi người, mình là Soli. Chào mừng mọi người đến với channel của mình. Chắc cũng được một thời gian rồi mình chưa có làm video về gợi ý mix đồ cho mọi người. Và mình nhận thấy là mọi người khá là thích chủ đề này của mình, cho nên hôm nay mình sẽ làm một video gợi ý cho mọi người các cách mix đồ với chân váy trắng dài. Mình biết khi mặc đồ không đơn thuần là chỉ mặc cái áo với cái váy hay là cái quần với cái áo thôi, mà mình cũng cần phải phối thêm nhiều phụ kiện đi kèm khác để tổng thể nhìn được hài hòa hơn và đẹp hơn. Kiểu như mình chỉ cần thêm một chút phụ kiện thôi là outfit của mình sẽ lên một đẳng cấp khác hẳn luôn rồi. Vì vậy trong video này mình sẽ chia sẻ cho mọi người cách mix đồ tất tần tật từ áo nè, phụ kiện, trang sức, nhẫn, hoa tai, tạo kiểu tóc như thế nào cho hợp với trang phục luôn. Ngoài ra thì còn có những món không thể thiếu như là túi xách và giày dép nữa. Ok, mình bắt đầu ngay thôi. Trước tiên mình sẽ giới thiệu cho mọi người một nhân vật chính của ngày hôm nay, đó là chân váy dài trắng. Chiếc chân váy này thì có dáng chữ A xòe ra phía dưới và dài tới bắp chân của mình nha mọi người. Đối với những bạn cao 1m55 như mình thì mình mặc tới bắp chân á. Còn phần cặp trước của chân váy thì sẽ được may liền xếp ly lại làm cho vòng eo của mình trông nhỏ hơn. Chính điểm xếp ly này thì sẽ phần nào che được cái vòng hai phì nhiêu của mình nữa. Đằng sau váy thì là cặp chung nha mọi người. Đối với thiết kế cặp chung thì mình sẽ dễ dàng mặc hơn, kéo qua mông cũng dễ hơn cho những bạn mông to eo nhỏ. Hai bên váy thì có hai chiếc túi khá là sâu. Khi chụp hình thì mình có thể cho tay vào trong này để nhìn nó sang chảnh và xịn hơn. Và ở bên này thì cũng có cái khóa kéo nữa nha mọi người. Còn chất vải của em này là chất gì mình không có rõ lắm, nhưng mà mình thấy nó hơi giống kaki, nhưng mà nó rất là mềm mềm hơn vải kaki nhiều và nó cũng ít bị nhăn nữa. Mọi người không có nhất thiết phải chọn váy giống như mình đâu. Nếu như trong tủ đồ của mọi người mà có bất kỳ cái chân váy trắng dài nào thì cũng có thể áp dụng cách phối đồ mà mình sắp giới thiệu cho mọi người được luôn. Và đến với phần quan trọng của video ngày hôm nay là mix đồ. Đầu tiên thì mình sẽ mix chân váy trắng dài cùng với một chiếc áo màu đen có dáng nhún ngực, tay hơi phồng nhẹ như thế này. Áo này mặc lên cực kỳ tôn dáng, tôn vòng một luôn á mọi người. Kiểu áo này thì mình cũng đã giới thiệu với mọi người ở video trước, nhưng mà màu khác. Nay phối với chân váy trắng mình sẽ chọn màu đen. Chất vải của áo là chất dệt kim mỏng, không quá dày cũng không hề bị nóng chút nào nha mọi người. Nhưng mà mọi người nên lưu ý là đối với tất cả các loại vải dệt kim dù dày hay mỏng thì mọi người nên hạn chế giặt bằng máy giặt để tăng cái độ bền của áo hơn nha. Trong set đồ này thì mình sẽ phối cùng với các phụ kiện đơn giản thôi, đó là một chiếc túi xách, hộp trụ cầm tay. Chiếc túi này thì mọi người có thể cầm tay cũng được vì nó có hai dây. Dây này là để cầm tay, còn dây dài này là để đeo chéo. Em này hợp với rất là nhiều kiểu đồ luôn á mọi người. Đầm, váy, các thể loại quần mà hơi nữ tính thì mang được hết. Bên trong thì rất là rộng, mình có thể để đồ thoải mái nữa. Rất là thích hợp cho những bạn mà đi đâu đem cả thế giới theo như mình vậy đó. Còn giày thì mình sẽ chọn một đôi sụt cao gót mũi nhọn khoảng 5 phân như thế này. Nếu như mọi người cỡ tuổi 20 đổ lại thì có thể chọn một đôi giày búp bê để thay thế nha. Mình cũng muốn phối đồ cho nó trẻ trung, nhưng mà để đa dạng được các kiểu phối đồ trong video nên mình sẽ chọn một đôi giày cho set này. Và mình cũng muốn phối theo hơi hướng vintage một chút nên đôi giày này mình thấy khá là phù hợp. Đôi này mình mua thì cũng khá là lâu rồi nên nó cũng hơi cũ nhưng mà mang vô ok lắm nha. Về trang sức thì mình sẽ đeo thêm một đôi hoa tai kiểu dáng retro cổ điển như thế này. Còn về tóc thì mình sẽ uống xoăn thả ra như thế này hoặc là cuộn lả lơi cũng được, kiểu nào cũng xinh hết. Ok, vậy là hoàn thành cách phối đồ đầu tiên, rất là đơn giản luôn. Flashback to the day that you went away. You said to see your family, but I ran into you yesterday and you never saw me coming, baby. I knew you knew what I thought. Did you leave or not? You said that you meant to, but you forgot and I never saw you coming. Should have been so easy. Đến với cách phối đồ thứ hai, mình sẽ phối chân váy trắng cùng một chiếc áo sơ mi màu xanh min có cổ tay phồng. Màu này là một màu đang rất là trend, mặc lên rất là xinh. Mọi người yên tâm là màu này mặc không bị dìm da đâu nha. Phần tay của em này thì được may phồng cách điệu bằng cách là díu ở trên vai. Còn chất vải của em này là chất vải kate nha mọi người. Ưu điểm của em vải này là nó sẽ đứng phong và thấm hút mồ hôi tốt nên mình mặc rất là thoáng. Về phần phụ kiện thì mình sẽ phối cùng với một chiếc túi kẹp nách màu trắng. Đây, chiếc túi này mình đã giới thiệu rất là chi tiết ở video haul túi xách rồi, nên bạn nào chưa xem thì kéo xuống phần mô tả, mình có để lên ở dưới để xem nha. Và mình sẽ chọn một đôi giày búp bê quay ngang để nhìn nó tiểu thư hơn. Đây, một chiếc đồng hồ da có kiểu dáng retro một chút, màu nâu.
mặt của nó là hình chữ nhật và da thì được giả kiểu da cá sấu á mọi người. Đồng hồ này thì đeo phối với đồ gì cũng đẹp luôn. Và mình sẽ phối thêm một chiếc dây chuyền ngọc trai nhân tạo nữa. Dây chuyền này thì nó có cái mặt nữa nhưng mà mình đã gỡ ra rồi bởi vì mình thích đeo nó trơn như vậy hơn. Xinh không? Còn về phụ kiện tóc thì mình sẽ kẹp thêm một chiếc kẹp đến ngọc trai ở bên tai như thế này. Đó, mình kẹp lên kiểu như thế này nha mọi người. Và xõa tóc ra là ok. Cách phối đồ thứ ba thì mình sẽ phối chân váy trắng cùng với một chiếc áo thun giấy ngắn tay màu vàng nhạt như thế này. Set đồ này rất là đơn giản và trẻ trung luôn. Đây là một chiếc áo thun kiểu basic thôi, dạng form hơi rộng rộng và trơn, không có họa tiết gì hết. Dáng của nó sẽ là mềm rũ nên làm cho mình khi mặc sẽ ốm hơn một chút. Và đương nhiên thì chất vải của nó là chất thun giấy mềm rũ rồi, khó bị nhăn và hơi mỏng, nên mọi người lưu ý là mặc nội y màu trắng hoặc là màu da để tránh bị lộ nha. Và đặc biệt thì ở phía dưới này thì cái tà của nó người ta sẽ may kiểu so le như thế này nha mọi người, chứ không phải là bằng nhau đâu. Mình sẽ phối set này cùng với một chiếc túi kẹp nách màu trắng lúc nãy, một đôi giày búp bê đây, thêm vào đó là một set nhẫn nữa, một chiếc là chuỗi hạt màu trắng, còn một chiếc là nhẫn nhựa giả vân đá, vậy là xong. Phối đồ thứ tư là phối chân váy trắng cùng với một chiếc áo màu vàng cam như thế này. Chiếc áo này thì có dạng form rộng, tay phồng, phần cổ của nó là cổ tròn nha mọi người. Điểm nhấn của chiếc áo này là phần đằng sau được khoét một lỗ hình chữ nhật và cột dây thắt nơ lại, mặc lên xinh lắm luôn. Chất vải của áo là chất voan mỏng nên khi mặc mọi người nhớ mặc ra màu trắng hoặc là màu da bên trong để tránh bị lộ nha. Mọi người có thể tham khảo cái kiểu áo bra này. Đây là một kiểu dạng bra quay ngang á mọi người. Cái dây của nó thì là dây mảnh, còn nó có sẵn mút ngực luôn nên mình mặc rất là tiện. Và mình sẽ phối set này cùng với một đôi giày búp bê bệt và một chiếc túi vải đan xách tay. Túi này mọi người cũng có thể phối với đồ đi biển cũng rất là xinh và giá thì cũng rẻ nữa, khoảng 150 đổ lại thôi. Đây là một chiếc túi mình rất là highly recommend cho mọi người. Còn về trang sức thì mình sẽ đeo thêm một chiếc đồng hồ này, một sợi dây chuyền ngọc trai, và tóc tai thì mình sẽ thắt bím lại sang một bên và cột thêm một chiếc dây cột tóc nữa vô cho xinh nha. Đến với cách phối đồ thứ năm thì mình sẽ phối chân váy trắng cùng với một chiếc áo blazer màu xanh navy. Form của áo là dạng form rộng dáng lưỡng chứ không hẳn là crop top nha mọi người. Phần tay của áo người ta sẽ may nhíu phía trên vai, còn phía dưới thì sẽ là suông. Chất vải của áo là vải chiffon nên mình mặc rất là thoáng. Áo này thì mình đã giới thiệu ở video hoa đồ công sở rồi nên mình không nói nhiều nữa. Mình sẽ phối cùng với một đôi dép quai ngang gót trụ cao 5 phân như thế này và một chiếc túi xách tay đen, một chiếc đồng hồ da. Còn về trang sức thì mình sẽ đeo thêm một chiếc dây chuyền ngọc trai dây đôi như thế này, bông tai chữ C đơn giản, hai chiếc nhẫn. Còn về tóc tai thì mình sẽ búi tóc bằng kẹp tóc càng cua nha. Mình sẽ dùng loại kẹp chữ D nhựa giả vân đá màu đỏ nâu như thế này.
đồ thứ 6 là mình sẽ phối chân váy trắng cùng với một chiếc áo màu xanh da trời pastel. Phía trên thì có bo chung khá là thoải mái nên mình nghĩ những bạn nào mà 60kg cũng mặc vừa luôn á. Và phần dây này thì mình sẽ vòng qua cổ từ đằng sau ra ngoài trước nha mọi người. Còn đằng sau áo thì người ta sẽ khoét một cái lỗ như thế này. Đó. Và đặc biệt áo này thì có thêm một cái vòng ở phía bên trong nữa để giữ cho cái hình tròn nó đúng form hơn á mọi người, không có bị méo mó. Chất vải của áo là chất vải thô giống như vải áo sơ mi mình may đi học á mọi người. Áo này nhìn vậy chứ mặc lên xinh lắm luôn á. Và với set này thì mình sẽ phối cùng với một chiếc túi màu nâu, túi nhỏ nhỏ để mình có thể đựng những đồ cần thiết thôi. Nhỏ nhưng mà đẹp là được. Một đôi dép quai ngang. Đây. Dép này mình đội thử cho mọi người xem luôn ha. Chừng đâu. Dễ thương không? Với mũ thì mọi người có thể thay thế mũ hút kết sụp bằng mũ lưỡi trai cũng được. Và một chiếc đồng hồ da. Còn trang sức thì mình sẽ đeo thêm vài chiếc nhẫn nữa là ok. Cuối cùng trong video ngày hôm nay là mình sẽ phối chân váy trắng cùng với một chiếc áo cùng màu luôn. Kiểu áo này là thuộc dạng nửa hay dây mà nửa không vậy đó mọi người. Vì cái phần tay áo này mình có thể mặc được hai kiểu. Một kiểu là mình kéo nó lên phía trên vai luôn thành áo hai dây. Và một kiểu là mình sẽ để nó ngang ra cái phần vai của mình là thành áo có tay. Dáng áo này là dáng crop top nhưng mà khi mình mặc với chân váy cạp cao thì mình vẫn có thể lận vào bên trong được nha mọi người. Phần trước ngực áo thì người ta sẽ may thêm một cái đường viền quanh cái vòng một của mình, tạo cảm giác cho ngực của mình to hơn, và thắt nơ ở giữa để tạo điểm nhấn nữa. Chất vải của áo là chất dệt kim mỏng nha mọi người. Đây. Với chất vải này thì mọi người nên ưu tiên giặt bằng tay hơn để tăng cái độ bền của áo nha. Mình sẽ phối cùng với một chiếc túi xách tay màu kem hình hộp trụ như thế này để nhìn nó sang chảnh hơn. Một đôi dép quai ngang cũng màu kem luôn. Cùng với một chiếc đồng hồ vintage, một chiếc dây chuyền ngọc trai và mình búi tóc thấp nữa là ok nha. Did you leave or not? You said that you meant to, but you forgot, and I never saw it coming. Should have been so easy, but I feel incomplete thinking about you. Ok, vậy là mình đã gợi ý cho mọi người 7 cách phối đồ với chân váy trắng dài. Mình hy vọng video này sẽ có ích cho mọi người. Nếu thấy video này hay, hãy cho mình một like và đừng quên nhấn đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng chuông để nhận được thông báo mỗi lần mình ra video mới. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Bye bye!